Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với chuyên mục đó Parkour đến nhà. Và nhân vật ngày hôm nay đó là Parkour đến nhà Simi các bạn ạ. Thật ra mắt này tên là map Parkour skin Simi mà ủa sao mình chả thấy skin Simi đâu các bạn ạ. Thế mẫu skin béo béo này. Lọc qua thông tin nào. Chủ map tên là lại là cái bạn Hưu Đạt này. Bạn Hưu Đạt này mình chơi quá là nhiều map rồi bạn ạ. ID map là 9626342 bạn nhá. Map Parkour 30 level đấy là Simi. Ok, chúc các bạn chơi rất vui vẻ rồi. Thì từ để mình tắt Simi bạn ạ. Bạn này thì chưa cấm Simi đâu. Tôi chuyển qua đấy nhá, giáo sư nữa. Anh em cứ kêu tôi chơi xin đi. Hôm nay tôi chơi giáo sư bạn nhá. Rồi, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhấn đăng ký chuyên ký ủng hộ em bè các bạn nhá. Ủa sao không lên ta? Ủa, em bị kẹt cái gì bận ạ? Ok. Rồi, nhảy thôi, nhảy ra bể thôi, nhảy thôi, lên. Ui, từ. Ủa cái này từ. Bay cao nào? Nhảy cao nào? Ăn gian đại phát các bạn ạ. Ủa vừa mới vào cái đã được nhảy ăn gian này. Ok, tôi bị lừa sinh đó bạn ơi. Đó, rồi. Vừa vào cái được qua hẳn 2 level luôn bạn ạ. Ôi dồi, game lại hơi bị dễ bạn ơi. Rồi, thử thách siêu khó. Đi đường khó, chỗ nào khó quá thì đi đường dễ. Rồi bạn ơi. Chùm, nhìn chung là. Ủa, level khó cũng đâu có khó đâu nhỉ. Đường PC gọi là bình thường thôi. Nhìn chung bạn này xem mắt thì mình thấy cũng khá là ổn, không bị quá khó bạn ạ. Rồi. Gì ấy, bê cung rồi. Ok, từ cái này lên được máy quá. Gì ấy? Bê cung, ok. Đừng cuột này. Chỗ này, để mình đi bên này đi. Bê cung ở trong có vẻ khá là đơn giản bạn ạ. Bê cung hơi bị đơn giản bạn ơi, không có gì khoan cả. Tiếp. Nhìn chung là mắt này mình thấy màu đẹp phết này. Mắt này mình đánh giá là nếu mà nói về những cái map bạn để xây như kiểu map Parkour đến nhà phong cận hay là Camui nữa thì mình thấy là map này đánh giá khá là cao đấy. Về độ màu sắc các thứ này, trang trí mình thấy là map này đẹp nhất luôn ạ. Map này khá là đẹp, khá là ok luôn các bạn ạ. Đánh giá khá là cao đấy. Màu sắc các thứ hài hòa. Úi rồi bị gì ấy? Tự nhiên chặn đặc hình à? Không có. Chắc là bị cái gì đấy. Ok, rồi. Ui. Đoạn này ông mày còn cẩn thận đấy, cho hẳn cái giếng trời này sợ khó quá hay sao á. Được không? Ôi, cái này giờ sao đi được? Cái này bây giờ sao đi? Ôi giời, thôi, chỗ này mình xin phép là mình đi bên này bạn á. Cái giếng trời này bây giờ nó chủ, chính xác là bên Minu á, là họ chỉnh lại rồi. Bây giờ không còn ngày xưa đâu, bây giờ không di chuyển kiểu đấy đâu. Ôi gì ấy? Ôi sao lên? À kiểu này à? À, ôi, căng đấy. Chỗ này hơi bị căng bạn ạ. Ôi, từ, bình tĩnh. Đầu à? À, bị ý thế này đúng không? À, hiểu bạn ơi. Đã bị, ok, rồi. Đó. Thật ra là không cần bở cái tiếng trời đâu, mình vẫn qua được mà. Ê, đừng kệ, bở cho chắc bạn ạ. Ui, đường bình thường, mình nhớ đường khó là phải bỏ cái này chứ nhở. Đường khó chúng ta phải nhảy vòng chứ. Hey, đường khó mà bạn này bài vẫn cho cái này thì nó đâu phải đường khó đâu. Ok, bên này bình thường chúng ta phải nhảy vòng bạn ạ, nhưng mà bạn ấy vẫn để cái giếng trời để nhảy cái kiểu để lướt qua. Ok, chủ map có lòng thì mình cũng có dạ đấy, đúng không? Bình thường đường khó làm gì cho cái cửa đâu, bây giờ vẫn cho bạn ạ. Thôi mình sẽ nhảy bình thường nhá, mình sẽ không nhảy cái cửa đâu bạn ạ. Đấy, tôi nhảy hai block bình thường thôi. Đó, lên. Ôi từ. Ok rồi. Ok bạn ơi. Đấy. Tiếp. Ôi cái này thì đâu cần cái tiếng trời nhỉ. Mình đã không rõ lắm bạn ạ. Đường PC bắt này thì cũng khá là dễ. Không thấy có khó khăn gì bạn ơi. Bình tĩnh. Cái lỗ. Đó phải nhảy vào lỗ bạn ơi. Ôi sời. Rồi. Tiếp tục. Của đây, à đây là chữ mèo Simi này. Ok bạn ơi, đây là chữ mèo Simi. Nhảy. Tiếp tục. Đây là 19 tên chữ Camui này. Đó, nhìn chung bác này cũng khá đơn giản thôi. Hình như là mấy level còn lại là chủ yếu là những level nhảy theo chữ bạn ạ. Đây là chữ Kairum này. Dậu. Lưu hồi sinh đã. Đây là một chữ Sami này. Ok. Nhảy. Úi giời. Ở hai bên có hình cái chữ Kairum với cả hình bèo Simbi này.
Đẹp phép chứ, bắt là mình thấy đánh giá khá đẹp đấy các bạn ạ. Để coi xem là về quê cái nhà Simmy bà ấy xây như nào. Vào tham quan luôn. Mr. Vịt này, kia chữ Timmy đúng không? Jump, tí bây giờ sợ thế. Hey, hey. Pew. Bên là bề chữ phong cận này. Dâu, dâu. Hát này bạn nào đã chơi mấy này rồi thì hãy để lại bình luận phím 1 nhé. Còn anh em nào chưa chơi giống mèo béo thì hãy để lại bình luận phím 2. Bây giờ mình mới chơi bạn ạ. À, thú thật anh em bây giờ tôi chơi mấy này đấy. Ôi, ôi, có chữ mèo béo này. Wow, có chữ mèo béo luôn các bạn ạ. Ui, VIP nha, VIP nha. Ui giời, ui, tôi bậy. Có chiếc mèo peo nè. Hề hề. Hợp lý, à kia chắc là chiếc bập đô ran nè. View, view, ấy hợp lý bạn ơi. Ôi, 28 level này, gần hết rồi này. Đây là chiếc bập đô ran bạn ạ. Kia chắc là chiếc Nabi đúng rồi. Ủa, phía kia, kia xa xa kia chắc là chữ Tawin à. Màu xanh chắc là chữ Tawin. Ủa, thế là thiếu chữ Henry rồi. Hề, không thể có chữ Henry bạn ạ. Mặc dù là, ủa, mình nhớ là Henry vào team trước Tawin mà. Buồn của VND. Ok bạn ơi, rồi ui chúng ta đã đến với nhà của CB đấy các bạn, có thể chụp lại xong rồi so sánh nhá để coi xem là bạn ấy xây giống bao nhiêu phần trăm. Bên thế cũng khá là giống chứ nhở. Để mình xài xin đi, mình nhảy lên mình chuyển bìa luôn bạn ơi. Mẹ bé chuyển bìa luôn đấy, khá là đẹp đấy chứ. Mình thấy build khá là chuẩn đấy bạn ạ. Đấy, khá là ok đấy. Ok rồi, chúng ta hãy cùng vào tham quan xem nào, xem bạn ấy build cái gì em. Rồi đây là kiểu kiểu như đây là quán cà phê bà đúng không, đây là quán cà phê của CB chứ đúng không nhỉ. Cái này biết phải nhà CB hay là quán cà phê của CB đây. Ok bạn ơi, nhiều anh em cứ bảo là anh mèo béo tiếp tục thử thách nhảy ngược đi thì ok luôn, hôm nay tôi lại tiếp tục thử thách nhảy ngược cho anh em coi bạn nhá. Đây thì bây giờ tôi lại tiếp tục nhảy ngược lại bạn ạ. Rồi mát này mình đánh giá cũng khá là đơn giản thôi, nhìn chỗ không khó lắm, cho nên mình nghĩ là cái thử thách nhảy ngược đó là khả thi bạn ạ. Bát nào mà nó khó quá thì mình nghĩ là nhảy ngược hơi bị khó. Ok được, theo như ý kiến anh em tôi chưa nghe luôn đấy, hôm trước mình có làm thử thách nhảy ngược mà anh em cũng khá là thích. Hôm nay là tôi lại tiếp tục thử thách nhảy ngược bạn ạ. Đây parkour, bây giờ parkour về nhà CB, bây giờ là parkour thoát khỏi nhà CB bạn ạ. Rồi vừa đi vừa về bạn ơi. Đấy, vừa nãy tôi cho anh em chiêm ngưỡng nhà CB rồi, bây giờ tôi sẽ thử thách nhảy ngược lại bạn ạ. Mấy cái level này khá là dễ thôi, đấy chủ yếu nhảy trên chữ thôi, còn đoạn về sau kìa, đấy cái đoạn sau mới khó bạn ạ. Đoạn sau không biết là nhảy nó có khó không bạn ơi, mình đang cũng hơi bị hoang mang các bạn ạ. Mình sẽ thử coi thử xem nào. Piu 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 piu. Ok ok, mình lưu hồi sinh này đó. Mấy cái level sau mình nghĩ chắc phải đi đường dễ chứ đi đường khó ngay trường hơi bị căng các bạn ạ, không biết đi được không nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, là đã khó quá thì mình xin phép xài CD bạn nhá. Mình béo xin phép xài CD nếu như ở chỗ đấy nó quá khó. Dậu 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 ơi, chúng ta nhảy ngược thử thách nhảy ngược. Ai ca mùi thành mùi ca, ca rôn thành rôn cai. Hey 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 hey. Rồi tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục. Uầy, mà chính ra là không biết là có anh em nào biết cái map giải mã nào mới mới hay nữa. Dạo này mình thấy là trên sảnh liên thông, trên thư viện là hơi bị ít mất giải mã. Map giải mã nào trông nó xịn xò một chút nhá. Tìm cần gạt nào trông nó mới mẻ chút. Ui, chính ra nhảy ngược lại là dễ bắn ăn ra được này. Ai giảm từ từ, nhưng mà từ đoạn này kiểu gì đây. Ôi bố, cho em bị vướng rồi, hỏng bậy 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 rồi. Úi dồi, đoạn này là khó rồi bạn ơi. Chỗ này bị khó rồi. Khó nam cười bạn ơi. Từ 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 từ. Ê, bể được nha. Nhảy được nha. Ê, ê. Ok là luôn đó. Ủa chỗ này nhảy có cái gì dễ hơn này. Á, á, ôi xời ơi. Anh em nào bởi mình đang thấy ít map parkour xuống móc nhở. Đấy, giờ này thấy ít bạn làm map parkour xuống móc. Anh em nào đầu tư làm map parkour xuống móc xịn xò đây. Mình lại chơi thử map parkour xuống móc các bạn ạ. Dạo này tôi muốn tìm map parkour xuống móc mà mãi chả thấy đâu. Anh em gửi lên trên nhóm gia tộc mẹ bé không peo, hoặc là gửi email cho mình để mình có thể tiếp cận map nhanh hơn nhá. Ok mình sẽ kiểm tra nào. Ở đoạn này mình nghĩ là thôi thì ở chỗ này để tiết kiệm thời gian mình đi đường này bạn nhá. Đi đường này cho nhanh bạn ơi. Rồi ok, chỗ này thì thôi, cái chỗ này là chắc chắn là phải đi đường này bạn ạ, chứ đường này là sao đi được. Chịu chết đấy. Đây, cái chỗ này thì mình nghĩ là đi được này. Level này khá là dễ bạn ạ. Piu, 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 ok. Chậm đầu à? Mà mình chạy đầu thì cũng tương tự thôi, nó cũng giống kiểu nhảy xuôi các bạn ạ. Hey, hey, hey,
hey, hey, 1, 2, ui, cay thế lượm, ui, đoạn cuối nhảy rớt bạn ạ. Cay đấy, cay đấy, cay đấy, cay đấy, nhưng không sao, bèm bèm vẫn qua được bạn ơi. Tôi vẫn qua được bạn ạ, không lo, bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, nhảy thôi, ok làm. Ủa cái level 9 này sao, à level 8 chứ, ủa sao lúc nãy là mình nhớ làm gì bắn hai tường nhỉ, ủa hay là lúc đấy mình chơi đường dễ à? Ôi chết rồi, ôi hỏng rồi, lúc đấy là mình lại chơi đường dễ bạn ạ. Ôi mình lại bỏ sót cái level này sao á. Đúng rồi, cái level 8 lúc nãy mình lại chơi đường dễ bạn ạ, kiểu như mình không bám tường hay sao bạn ơi. Chết rồi, quá. Ôi chỗ nhảy gì em mất rồi heo, chỗ này chắc là phải xài xin à, không cần, từ, hơi khó cho hơi căng này, từ nè, đó bình tĩnh, hơi bị thốn này. Ui rồi, chỗ này mình xin phép là xài Cindy bạn á. Đoạn bởi thì hơi bị căng bạn lại trêu. Chỗ này là hơi bị thốn. Ui, bấm nhầm nút, ui cay thế. Bấm nhầm nút bạn ạ, ok. Ui, nó cứ bị cay cay cái gì nhỉ, ủa. Bị cay cái gì nhỉ. Ok, lại này. Rồi, ok. Rồi. Đó, chỗ này chắc là xin phép là phải xài Cindy thôi. Chứ không thì chịu chết. Đây, mê cung này, mê cung thì mình bỏ Cindy thế bạn ơi. Đó. Đoạn này thì không cần thiết phải xài Cindy bạn ạ. Mê cung này thì khác đơn giản thôi, mình cứ đi theo đường bên này này đó. Bơi à? Ui. Bơi ngược lại được chứ đúng không? Bơi được. Ui. Bơi được nhưng mà từ bình tĩnh nha, cái chỗ này là nước dốc này. Đó, hơi bị mệt này đó. Ok bạn ơi, rồi. Ui, cái chỗ này từ chỗ này hơi thốn này, Lên. Ồ, ui, không được kìa. Cay thế nhỉ, thôi đi bên này vậy bạn ơi. Đi bên này vậy. Uầy, nhìn chung là nhiều chỗ nhảy ngược lại cũng hơi bị khó đấy bạn ạ. Không phải đơn giản đâu bạn ơi. Từ, bên này đi này chứ. Phải đi đường này chứ bạn ơi. Ok này, vì rồi, thử thách nhảy ngược sắp thành công bạn ơi. Jump, ok là. Pew. À đây, cái level này hai level đầu mình ăn ra bạn ơi, mình ăn ra mình nhảy một phát mình lên thẳng trên nóc luôn bạn ạ. Đây, bây giờ tôi nhảy lại cho anh em. Ôi. Ô, bác này không chặn tàng hình à? Ok bạn ơi, rồi. Ok, mèo béo đã hoàn thành thử thách nhảy ngược bạn ơi rồi. Chắc là video xin phép được kết thúc thôi. Bạn có ý kiến góp gì muốn mèo béo làm nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhớ. Xin chào và hẹn gặp lại.